Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và Mia Thanh Ezi đây. Thì nếu anh em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục là leo tháp thôi. Và cái quả chuối hôm qua mà mình không biết là cái gì ấy, thì ở đây nó có ghi này, nếu mà chúng ta thu thập được là 10 quả chuối trong vòng là 3 ngày và 7 tiếng nữa thì chúng ta sẽ được một con rồng thằn lằn hay con rồng gì đây. Khá là đẹp ta. Đây là một con rồng mới nhá. Mình sẽ cố gắng là thu thập mấy quả chuối để có thể là làm thêm thôi. Rồi và chúng ta sẽ thu thập coi cái. Ở trên kia cũng có thêm một cái sự kiện nữa thì phải, là hoa quả gì kia. Sao tiên có mấy cái quả gì trong này đây? Hay là trong đấy là thu thập chuối nhỉ? Mình không biết được. Để thử để xem đã. Cố gắng trong 3 ngày nữa thu thập đủ 10 quả chuối là sẽ đổi được một con rồng mới. Con rồng nhìn khá là đẹp. Nó giống kiểu một con thằn lằn vậy. Chúng ta sẽ hiện tại mình có nở con gì chưa? Chưa nở con gì nhỉ? À, chưa nở rồi. Một con Photon Dragon này. Con này như cũng là con mới của mình. Mình chưa có con này. Chúng ta sẽ xem nha. Đây sẽ là một con mới. Đúng rồi, đây là con tên là Photon Dragon anh em. Mình chế chơi con này luôn, ánh sáng và sấm sét à. Chà, bây giờ không có chỗ mà để cơ. Ở đây nó vẫn chưa giảm giá này, lúc cần thì chưa giảm giá. Chúng ta sẽ phải cho một con nở đã, Photon sấm sét à. Ánh sáng à, ánh sáng thì mình ít chuộng ánh sáng lắm. Sấm sét như mình có thì phải, sấm sét đây này. Đây, mình cho vào sấm sét luôn nha. Cũng may là vừa mới có cái môi trường sấm sét luôn này. Khá là ổn. Đấy, con Photon là con rồng mới của mình mà. Đó. Và chúng ta sẽ được thêm điểm coin ở đây. Mình sẽ tiếp tục là up nữa nha. Wow. Vampire, ai chà, vampire mình có rồi. Vampire thì mình có rồi, mình không cần con vampire nữa. Rồi thì hiện tại chúng ta đang có bao nhiêu điểm đây? Mình sẽ cần 2 bước nữa để lấy cái con VR, mảnh VR phía trên này. 2 bước thôi. Cố gắng nào. Stop, 2 bước thôi. Ui, 3 bước làm gì ta? Trời. Đen đủi rồi. À vẫn được à? Chỉ cần đi qua cái này là được thôi, không cần thiết phải là 2 hay 3 bước gì đó. Chỉ cần đi qua là được. Khá là hay. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi xuống dưới nào. Càng nhiều bước càng tốt nhá. 1 2 3. Tiếp tục là đi thêm một vài bước nữa. Ở trong này có thể lấy được thêm cái chuối đấy. Có thể lấy thêm được chuối. Ui sao có một này. Khá là đen ta. Đi cái này còn vừa vào may mắn nữa. Vừa có map và cờ cần phải may mắn đấy anh em. Ôi giời lại một này. Mắc đen luôn. Mình sẽ cố gắng lấy hai con rồng này. Chắc là cố gắng lắm rồi. Chứ không thể nào mà lấy thêm cái con kia được. Con Legendary chưa chắc là thêm bỏ qua thôi. Hai ô, mình sẽ được thêm cái hòm này. Có chuối không? Trong này không có chuối không? Chuối là một game. Ok. Một game cũng được. Bây giờ biết dẫn đầu là leo dốc này. 2 ô và sẽ được thêm một cái op nữa. Ok rồi. Đấy, chúng ta sẽ được thêm một cái cục op nữa này. Và chúng ta sẽ mở ra trong cái op này nó có cái gì đây. Tiamat à? Tiamat thì mình cũng chưa có. Rồi, và mình cũng hết sạch cái điểm rồi. Không còn điểm nữa mà có thể lấy được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem cái con Photon. Mình có khá nhiều dòng mình chưa like ra được. Rồi. Mình... hiện tại chúng ta đang cần like đó chính là con đấy đúng không? Đây đúng rồi, mình sẽ cần like đó chính là con rồng trong cuốn sách Pioneer, đó chính là cái con Aurora này. Aurora thì như mình có gần đủ thì phải. Rồi, chúng ta sẽ cần tìm lại cái Aurora, cái mình quên công thức Aurora rồi. Dragon City và chúng ta sẽ tìm tới Aurora thì mình hoàn toàn để được Aurora. Hôm nọ mình có tìm được công thức rồi. Và mình đã cố gắng online ra được những cái con nguyên liệu rồi. Chắc là không khó lắm đâu. Cố gắng nào. Nếu mà sau này mình sẽ được thêm 15 game đấy. 15 game mà cộng với 8 là 123 rồi. Gần đủ để có thể là xây, mua thêm miếng đất để xây dựng nhà cửa các kiểu. Con nào nhờ. Hôm nọ có một con có thể là like được cơ. Jamaica đây này. Con băng hà, con Glacia và con ngọn lửa. Chỉ cần từ cấp 15 đến cấp 19 là bọn nó có thể like với nhau được. Cấp 15 đến cấp 19 nhá. Là đơn giản nhất đấy. Glacia là hệ
Glacia là hệ gì nhỉ? Con Glacia hôm qua mình up xong rồi. Chúng ta sẽ tìm Glacia là hệ băng giá. Băng giá và hệ lửa đúng không? Rồi, Glacia và ngọn lửa là được. Thì mình sẽ tắt cái này đi cho đỡ lag này. Và chúng ta sẽ vào thôi. Chúng ta sẽ tìm tới Glacia là hệ băng. Dragon này, hệ này, hệ băng này. Tất cả con hệ băng của chúng ta. Rồi, tất cả hệ băng đây. Để tìm tới Glacia cái. Đây là Glacia. Mình phải cho nó lên cấp 15 là tối thiểu. Cũng may là nhiều thức ăn, thoải mái thức ăn. Rồi, Glacia đã lên cấp 15. Và bây giờ Glacia sẽ kết hợp với lửa. Không cần Centauri đúng không? Hình như là vẫn cần Centauri thì phải. Mình sẽ xem lại công thức. Tự nhiên là xóa cái kia đi rồi. Aurora đây. Quên mất. Để xem nó có cần cái Centauri. Đó chính là cái ấy không. Cái Centauri cấp mấy. Để xem nào. Ở đây thì không cần Centauri. Hay. Chúng ta cho băng hà lai giống với ngọn lửa nha. Là được thôi. Hai con này khá đơn giản. Chúng ta sẽ cho bắt đầu lai giống này. Đầu tiên là băng giá. Băng giá là Glacia cấp 15. Mystic đời Glacia và ngọn lửa cũng cấp 15. Ngọn lửa đơn đúng không? Có đấy ngọn lửa đơn đúng không? Nó đâu nhỉ? Con ngọn lửa chúng ta đâu? Con ngọn lửa mình đâu mất rồi nhở? Hay là mình lỡ tay mình bán mất cái con ngọn lửa rồi? Nếu mà bán mất rồi thì ta cần phải up lại thôi. Khá đơn giản. Con ngọn lửa thì ta sẽ mua lại được mà. Con ngọn lửa thì nó sẽ, đúng không nhở? Đây ngọn lửa đây. Thì mình sẽ cần phải up thêm một con ngọn lửa nữa ở trong này. Đây cái này nở xong đi. Được cái con Mercury nở xong đi. Chúng ta sẽ up nhá. Rồi coi như sẽ hoàn thành xong được một con ở trong cái quyển sách này. Xong bắt đầu sang bên này tiếp. Bên này tiếp thì có con gì rồi. Photon có rồi này. Photon vừa có này. Glacia có rồi này. Box Dragon này. Apocalypse thôi. Đã có ra Apocalypse. Đấy, Apocalypse, con này là Legendary này. Mình sẽ cần phải lai ra con này anh em ạ. Khá là khó lai đấy, không thể đơn giản đâu. Dragon City Apo. Ngày xưa mình có nhớ là mình có công thức lai ra rồi cơ mà. How to Breach đây. Cách lai ra Apocalypse dễ lai mà, con này không đến nỗi quá khó đâu. Nó công thức hình như nó cũng giống con Abyss Dragon. Centaur này, Twin này, hai dòng hai đầu đúng không? 15%, ủa ôi, thấp thế nhỉ, 17. Ngọn lửa đôi, Double Flame và con Abyss này là được này. 17,69, 17,34, 22, 18,12 này. Kim loại đôi mình không có. 17, để xem cái nào là tỷ lệ cao nhất, 22,5. Con Quetzas, 22,5. 22,89 này, cỏ ba lá hình như có. Mình có con cả cỏ ba lá. Để xem cái mức nào là cao nhất trong tất cả. Ôi nhưng mà đều cấp 20 cộng này. Mình chỉ cần cấp thấp thôi. Từ 4 đến 9 này anh em. 15, để xem nào. Tỷ lệ trên 20% mà là cái mức thấp nhất của chúng ta. Có thể có đây. Quetzas và vực sâu. Centauri cấp 7 từ cấp 10. Con Quetzas này thì mình cũng có này. Con Quetzas nó là lá 10 đến 14 đúng không? Và Abyss là con hệ ánh sáng rồi. Này lai được. Nhưng mà trước hết lai thì mình cần phải cho đi đánh nhau đã. Theo nghĩa mình phải cho đi đánh nhau đã nha. Và chúng ta sẽ vào trong đấu trường nào. Cố gắng lên để xem nào. Ma băng đây, 20 mấy đây. Abyss có thể vào được mà. Con Abyss đây, vũ trụ đây có thể vào được. Chúng ta có nên cho vào không? Nó cũng có bóng tối đấy. Và nó cũng là sao vàng rồi, 3 sao vàng rồi cơ. Rồi, mình sẽ tạm thời dùng cái team này đi vì nó mạnh hơn một chút. Nhưng mà chơi bóng tối khi nó yếu hơn đấy. Rồi, chắc là mình sẽ thay cho con vũ trụ này vào một chút. Ok. Và cho con vũ trụ ăn lên đi. Cho con vũ trụ ăn lên đi. Nó là ánh sáng đúng không? Hệ này, ánh sáng. Đây, ánh sáng đây. Abyss đây, cho nó ăn lên cái. Rồi.
rồi lên được cấp 22 là trâu bò hơn rất rất nhiều đấy. 3 sao vàng là 20k máu cơ. Ngon. Chiến đấu thôi. Có bút đan được không? Bút combat này được đấy. Và chúng ta sẽ đấu vào trong cái đấu trường nào. Tiến lên. 22 này được tăng công này. Tuyệt vời. Tiến lên nào. Hai con kia con gì nhỉ? À một con TT đá. Nó sẽ đánh trước à? 24, 23. Băng giá. Băng giá thì có lửa ấy. Đây có flame với các kiểu đây. Magma Storm đây. Tiêu diệt nó. Magma Storm 19.000 máu này. Nó chỉ còn 3.000 thôi. Và mình cũng ảnh hưởng bởi cái chiêu của nó. 19.000 luôn. Gần chết kìa. Khỏe nhé. Chẳng yếu tí nào đâu. Rồi mình sẽ dùng con này để hạ gục nó. Dùng đĩa Thunder cộng để đánh bại nó. Đĩa Thunder cộng Dùng này 14.000 máu. Con nào tiếp theo đây? Con này là ánh sáng. Thì chúng ta sẽ có bóng tối của Abyss. Hoàn toàn thể đánh bại được. Rất rất nhanh thôi. Ai da. Thấm. Thấm thế nhờ. Con này sẽ có chiêu nó là Black Hole. Đó, ủa ôi thấm chưa kìa. À nó có cái hệ khắc chế mình nhỉ. Không chết kìa. Chiêu này khắc chế mình chứ. Ai da. Ghê nhờ. Hoàn toàn có thể bị chết mất một con đấy. Không đùa đâu. Nó là 3 sao vàng hết rồi. Khỏe chưa. Nó có chiêu gì không? Duỳnh 3k. Hai đòn thôi. Black Hole sẽ bị yếu này. Trời. Nó hệ Terra. Không hề có chuyện binh trong này rồi. Đen đủi rồi đây. Ok. Chúng ta chỉ có chiêu mạnh nhất của chúng ta là 1200 dam. Chúng hãy swap ra rồng đi. Mình sẽ swap ra con rồng nào đây. Hơi khó. Thôi rồi. Mình sẽ swap ra rồng này. Chắc chắn là sẽ phải chết mất một con rồi. Không thể nào mà có thể trụ được. Cho Eneru thần sấm này đi trước đi. Không chết được gầy và nó sẽ đánh mình. Ánh sáng 6.000 thôi. 6.500. Thì để con nào, bất kỳ con nào vào nó cũng chết thôi mà. Chúng ta do cái quyển này là gái. Một chiêu này ánh sáng này. Trang giấy ánh sáng 10k. Mấy con này trâu thật. Thật sự rất là trâu. Cấp nó cũng cao mà. Chẳng thấp tí nào đâu. Mình sẽ nhận được thêm một cái điểm nữa. 17 cái cúp này. Lên 5k6 còn 400 điểm nữa cả. Sky King Empathy. Bọn này khỏe quá. Quest Dragon. Apocalypse này. Mình có thêm con Apocalypse nữa thì đẹp đúng không? Thì nó đều được cộng vào dam thêm. Jumping Vanos. Ui châu bò thật. Không đánh được. Nhìn biết là không đánh được rồi. Nào và chúng ta sẽ xem trong phần quest có cái nhiệm vụ gì không. Nhân 2 à. Vấn đề là mình chưa có cái con kia. Con kia nó đang ấp ra. Đợi một chút thôi. Ở đây nó sẽ có hòm để có thể ra được cái quả chuối này. Chắc đây sẽ là quả chuối trong này. 2-3 quả chuối gì đó. Con này thì chưa xong, con này chưa up xong. Con này còn 9 tiếng nữa cơ. Và bây giờ muốn up thì mất khoảng 6 game để up ra được cái con đấy. Cái gần quest này thì còn bao nhiêu ngày nữa. Còn có 1 ngày và 7 giờ thôi. Mình sẽ còn không kịp để lấy rồng cơ. Chúng ta có thể xem quả cá được mà. Và chúng ta mới có một quả chuối. Mình còn thiếu 9 quả chuối nữa. Phía này thì tiếp tục thôi. Chúng ta sẽ vào trong phần Liquid nào để chiến đấu trong này. Và đúng rồi, mình sẽ test thử cái con Photon trước nhỉ. Con Photon là con mới của chúng ta mà. Đây con Photon nó ở trong cái môi trường này đây. Như này khá là quen đấy. Đây là dạng 1 của nó. Sẽ được bảo vệ một quả cầu bóng tối à. Nó đang nướng nó lên này. Khá là đẹp ta. Và mình sẽ cho nó ăn để lên cấp nhá. Đây sẽ là cấp 4 của nó này. Đấy cấp 4 của này thì nhìn khá là quen. Nó sẽ biến hóa thành một cái dạng linh hồn. Và cho lên cấp 8 luôn. Đây chỉ là cấp 8 của con Photon Dragon. Wow, tỏa sáng, cái đôi cánh đẹp thật. Phải nói là cánh rất là chất. Mắt sáng trưng lên. Thì chúng ta sẽ tên nó là cái gì đây? Con Photon à? Ai chà, thì mình nên không biết là mình đặt tên là nó là cái gì nhỉ? Mình đang suy nghĩ. Khá là đẹp ta. Hay đặt tên nó là Roden chứ?
Có nên đặt tên là Lô Đen không? Nhìn khá giống là bóng tối nhỉ, nhưng cái này ngọn lửa xanh cơ. Thôi rồi mình sẽ đặt tên cho nó Râu Đen vậy. Ok. Viết nhầm rồi. Râu Đen. Tạm thời vậy nhá. Và chúng ta sẽ vào chiến đấu thôi. Ở trong cái phần này VS này, Lewis này, 3 trận để chúng ta có thể là 2 trận. Mình sẽ test thử luôn thôi, không nên test thử ở trong này. Chúng ta sẽ đánh xong cái phần team đi đã. Xong rồi mình sẽ test thử luôn ở trong cái phần thi đấu với bạn bè nha. Vào thôi, let's go. Dạ, rồng 4 đầu, cấp 25. Và không sao, mình sẽ đấm nó gần chết đi á, xong để cho con kia nó hạ gục. Thật ra thì cũng không có chiêu gì khắc chế được cả, nên cứ đánh thôi. 6k thì con khủng long hoàn toàn có thể cạp chết được cái con 4 đầu này. 8.700. Và mình swap ra nha. Đây chính là con X-Ray của chúng ta. Bắt đầu hút nào. Sử dụng chiến binh để hút nó. Hút đi. Đánh đi em, vào đây. Hút cái chết luôn này. Black, mình không có ánh sáng nhỉ. Mình không có chiêu gì khác. À đấy, có chiêu Earthquake đây. Vấn đề là chưa học mấy cái skill này nên nó khá là yếu. Chỉ có 16k máu thôi, nhưng vẫn đủ giết sức rồi, đủ sức để giết rồi. Đây là cái con ngựa ở gỗ chúng ta băng giá khắc chế mình mà. Mình thì không có chiêu gì khắc chế nó, nhưng thôi cứ đánh thôi. Chiêu đầu tiên là 900 đam. 900 đam so với một con heroic là quá yếu, quá bèo. Hai phát thì con ngựa gỗ này sẽ chết. Ngựa gỗ này 10.000 máu. Chết đi em. Chiêu nào thì cũng chết thôi. Nào, húc nó. Rồng bay phượng múa này. Một bé đai. Đang quán luyện là max sao cho con này. Sau khi luyện sao thì mình sẽ cho đi học skill từng con một. Từng con một claim này. Chúng ta sẽ còn 4 trận nữa thôi. Tất cả là 4 trận nữa. Vào thôi, tiến lên nào. Chúng ta sẽ đối đầu với những con gì đây? Warfish này, đấm nó cái. Con rồng xinh đẹp. Xuyên tâm 20.000 máu này. Nó sẽ còn một ít thôi. Poor Line. Ây chà, 9.000 mấy này. Để anh niên này ra đánh cái. Đó chính là chiến binh. Đánh rồng 4 đầu. Mày chết đi này. Đỡ đi, đã chết. Nó sẽ còn hai con thôi, nghĩa là hai con thôi. Eneru thần sấm, Dear Thunder, Dình. Hơn 8k. Ghê lắm, mình sẽ dùng chiêu chiến binh nha. Một chiêu chiến binh có khi còn chết luôn đấy. À chưa chết, chưa chết được. Phải hai phát, ôi, đến 2 sao bạc rồi này. Máu lên tầm khoảng 30k khi được búp đầy đủ các thứ vào người. Ổn đấy chứ nhờ. Không quá yếu đâu. Này này thì nhìn này. Nhìn nha em, hơn 9k máu này. Đã đai. Con tiếp theo là con rồng xinh đẹp. Ây da. Ây da. Nhưng mà mình có chiêu khắc hệ nó mà. Rất ổn. Vẫn đang đi luyện cấp rất ổn. 18k. Vỗ tay. Chúng ta sẽ còn một trận cuối cùng nữa ở trong này. Sau đó mình sẽ đi test con râu đen, con photon. Ngọn lửa xanh thật ra cũng không phải là râu đen. Ngọn lửa xanh, nếu mà theo ấy, ngọn lửa xanh là ngọn lửa xanh bất tử của Marco Phượng Hoàng thì mới đúng. Đúng không? Warfish đấm nó. Vào đây. Mày vào đây. À mà chết luôn rồi, quên mất. Con này khỏe quá quá thể luôn. Con này thì mình cũng có này. Mình còn chưa up cơ. Có rất là nhiều rầm còn chưa giờ up cơ. Mình đang đợi cái mảnh đất mới để chúng ta có thể là up, xây dựng thêm được những cái chuồng thú để có thể up thêm. Này này, nước này. Chết vì nước nha em. Đánh đi. Ngôi sao à, nó hệ là hệ xoắn ốc à. Hệ xoắn ốc thì nó khá là ngại với cái chiêu của con 4 đầu là có hệ pua. Đánh đi nào. Và chúng ta sẽ dùng Pua Lai cộng còn cực kỳ khỏe cơ. 32.000 máu này. Đối với 25k máu. Quá yếu. Thế mà không chết được kìa.
Con này đi chuyên đi khắc cái mấy cái bọn này. Con này chuyên khắc con Star này luôn này, chắc chắn luôn rồi. Doflamingo để sinh ra để khắc con Star, Star Dragon. Và chúng ta sẽ mở ra nào. Ở đây thì chúng ta sẽ victory rồi. Mình sẽ được thêm 250 nữa. Hai trận nữa buổi chiều tuần ta sẽ có thể lên được. Mình sẽ lấy một viên game này. Đằng nào thì cũng không dùng đến, lấy một viên game. Ở trong này là cái sự kiện gì nhở? Cái Island Chest à? Island Chest liên quan tới Grow Food, trồng thức ăn à? Rồi chúng ta trồng thức ăn và để cái Grow Food này mới này đúng không? Rồi mình sẽ trồng thức ăn đi. Mình trồng 14M luôn này. Đâu, Grow Food là cho thú ăn à? À không, cho trồng thức ăn. Cố gắng lên level 5. Anh em cố gắng đánh lên level 5 để lấy được cái mảnh của con Vulcan. Không biết là Vulcan khó lấy thật. Lấy mảnh của nó rất cực kỳ khó lấy. Chúng ta sẽ vào trong VS này và trong phần Treasure để test thử cái con Photon luôn cho anh em xem. Chúng ta sẽ chọn một người yếu yếu tầm tầm dưới này thôi để có thể là test thử được cái chiêu thức đấy. Đây tầm 28 thôi cũng được. Những người này mình chưa được đánh luôn đấy. Mình sẽ lựa chọn Photon, nó là tầm khoảng level 8 thôi. Toàn level 10 này. Trong một đống những rồng này thì không biết tìm đến bao giờ mình thấy được nó đây. Nếu mà tên của nó là P à, thì chắc là phần... À đây đây, dâu đen rồi, bây giờ thành dâu đen rồi. Rồi ok. Chúng ta sẽ cần con X-Drake và Doflamingo đi hỗ trợ. Không, Doflamingo chứ. Đây đây, chiến đấu, tiến lên ạ. Chúng ta sẽ gặp ai đây? Element Dragon, 15.000 máu à. Photo sẽ được ra. Nó là cái ngọn lửa xanh ở trên đôi cánh của nó mà. Light Beam này, tỏa sáng. À không, lúc nó ở trong cái môi trường nó mới vẫy cánh thôi. Còn đây thì không thấy. 5k9. Đại đại, đánh đi. Chúng ta sẽ dùng con này để luyện luôn sai cho nó nha. Chiều chiến binh này, 20k máu đã chết. Con nào vào đây tiếp theo đây? Terra là chiến binh à. Ăn cực kỳ nhanh luôn. Đó, chiến binh đây. Tiếp tục đánh nó. Xong chưa? 20.000 máu này. Đã đai. Terra, double Terra gặp ngay chiến binh khủng long đây rồi. Khủng long đi trên địa hình Terra, đồng bằng các kiểu, đồi núi. 19k máu. Và mình sẽ thắng một trận khá đơn giản. Mình sẽ vào trong cái phần vũ trụ để có thể lấy thêm các cái loại khoáng sản đã nhá. Được thêm mười mấy nghìn XP này. Chúng ta sẽ vào trong cái này để tìm các loại khoáng sản mới, để có thể là triệu hồi ra những con rồng ở trong cái trong cái khu vực này ra. Chúng ta sẽ lấy hết cái này ra này. Tiếp tục là đào. Đào thêm. Rồi và mình sẽ đào tất cả cái này nha anh em. Thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.